Hello, xin chào toàn thể mọi người đã quay trở lại với kênh của Khải Nguyên Vlog cho mọi người nhé. Clip này thì mình sẽ quay cho mọi người xem về cái con rồng mình đã làm phần tiếp theo là phần 2, là mình đã lên má nha mọi người. Mình đã lên má và lên trán con rồng này là như thế nào nhá. Clip trước thì mình đã quay cho mọi người xem làm cái khung này rồi và làm cái vọng này rồi nhá. Là mọi người xem hai cái phần đó rồi, và phần này tiếp theo á, thì mình đã làm cái má cho em nó, mọi người thấy không ạ? Mình đã làm cái độ nhô của nó là cái má nha, và mình đã làm cho nó thêm hai cái con mắt này đúng không mọi người. Mình sẽ làm cho hai cái mí gọi là giống mí sừng đó mọi người, cho mắt nó nhơ lên, mọi người thấy không ạ? Thấy không ạ? Mình đã làm má và làm trán cho em nó rồi. Đây cái trán em nói mọi người thấy không ạ? Mình làm cho nó nhô lên nè mọi người. Đó cho mọi người cho rõ nha, đó cái trán cho cái nhô lên cho nó đẹp chỗ phần con mắt. Chứ mà clip trước á, mình quay cho mọi người á, trong này mọi người thấy ít không? Là nó thẳng thì nó xấu quá, nên mình đã bỏ ra một tiếng á, để mình làm hai cái má và cái trán cho em nó cho đẹp. Và mình cũng đã làm thêm hai cái răng nanh này vô. Và thì cái này là chưa xong cái sừng đâu. Cái clip sau á, thì mình sẽ chỉ với mọi người làm hai cái sừng mà nó cong lên á, cái sừng cong lên nó mới đẹp nữa. Còn cái này là giống như cái mí mắt mọi người, mình chỉ cần ba cái kẻ mình cột vào là đơn giản lắm. Đó mọi người thấy không ạ? Mình đã làm hoàn thành xong được mũi khung rồi nha mọi người nhé. Cực kỳ là đơn giản đấy mọi người luôn. Và mọi người mà có gì mà mọi người không hiểu thì mong mọi người hãy góp ý và hãy bình luận phía dưới, mình sẽ trả lời mọi thắc đá cho mọi người. Nếu đó mình đã quay cho mọi người xem video này nha. Mọi người có gì mọi người không hiểu thì mọi người cứ comment, và đây là cái nick Facebook của mình. Mọi người có thể hỏi mình có thể vô mình chụp những cái chi tiết con gì chỗ khúc nào mà cần thiết cho mọi người có thể mà tìm hiểu thêm nhá. Con rồng này mọi người phải sáng chế thêm. Làm con rồng mình gọi là mình không chỉ cho mọi người hết tất cả được, tại vì mình chỉ thì mọi người sẽ chỉ được, nhưng mà mọi gọi là mình hãy tự suy nghĩ theo ý của mình một xíu để cho con rồng nó thể hợp theo ý mình hơn. Đây là mình tự mình suy nghĩ ra, mình chỉ nhìn theo của người ta một xíu rồi mình làm mình suy nghĩ thôi, chứ mình không có theo một con rồng nào chính của ai cả. Tại vì làm rồng á, mọi người chỉ biết là con rồng nó sẽ cần những cái khung nào chính, mà mình hãy tự uống những cái như vậy mọi người nè. Mình hãy tự mình làm để cho nó đẹp hơn. Ở đây nha, và mình đã quay cho mọi người xem một cái phần chi tiết con rồng, và đây cái má nha mọi người nha. Cái má mọi người chỉ làm cho nó phồng ra đây thôi mọi người này nè. Mọi người thấy không ạ? Đây cho nó rõ này. Mọi người thấy không? Mình chỉ cần uốn cong này, uốn cong cái phần này xong mình bẻ lên cong cho cái hai cái má này nó lùi ra là để cho con mắt nó nhìn nó đẹp hơn, mọi người thấy không ạ? Mọi người thấy không? Hai con mắt này thấy không? Nếu mà nó thẳng với cây trong này thì nó không có lùi cái này ra thì nó rất là xấu. Làm con mắt mình với con mắt mọi người đi, mọi người thấy không? Mọi người nhìn đi, không có cái phần bên này đi. Thì thấy con mắt nó rất là kỳ, mà mình phải làm thêm hai cái phần bên má, mắt nữa và cái trán nữa làm cho nó đẹp thêm con mắt hơn. Và video này thì mình cũng muốn chia sẻ mọi người vậy thôi. Nếu mọi người thấy hay thì mong mọi người hãy cho Nguyên một like, một đăng ký và một cái chia sẻ, và đừng quên cho Nguyên một cái nhấn chuông nho nhỏ để thông báo những video mới nhất của Nguyên. Và mình Nguyên sẽ ra phần tiếp theo cho mọi người xem. Mọi người hãy đón chờ phần tiếp theo của mình nhé. Và mình xin chào hẹn mọi người những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.